cả các bạn và chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube The Story Chuyện Dung Làm Dược. Tôi là Lê Phương Dung và ngày hôm nay tôi sẽ lại cùng nhau trao đổi với các bạn một chủ đề rất là hấp dẫn, đó là startup khởi nghiệp. Vậy thì theo quan điểm của tôi, muốn khởi nghiệp thì các bạn hãy làm cho startup một lần. Và tại sao tôi lại khuyên các bạn như vậy thì tôi sẽ giải đáp ngay sau đây, ngay trong video này. Và hãy đừng rời mắt khỏi màn hình và hãy đừng quên subscribe kênh The Story các bạn nhé. Và theo tâm lý chung thì rất là nhiều người sẽ ngại làm việc cho một cái môi trường startup vì đủ các thứ lý do: lương thấp, văn phòng nhỏ, đồng nghiệp ít, ngân sách thì quảng cáo hạn hẹp, thiếu những cái quy trình, không chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ kém, vân vân và mây mây, rất là nhiều những cái thứ mà khiến các bạn chùn chân khi quyết định vào làm cho một startup. Nhưng tôi lại khuyên bằng các bạn, nếu như đang mong muốn khởi nghiệp, xây dựng riêng cho một sự nghiệp thì hãy vào làm cho startup một lần. Bởi vì chính sự nỗ lực của các bạn ngày hôm nay sẽ tạo ra cho các bạn một cái nền tảng vững chắc trong tương lai, đảm bảo cho sự thành công của bản thân mình khi các bạn tìm một sự nghiệp mới. Và những trải nghiệm ở đủ mọi vị trí trong một cái môi trường startup chính là cách để các bạn chuẩn bị tâm lý cũng như là cái kỹ năng tốt nhất cho cái sự nghiệp riêng của mình sau này. Và quan trọng hơn cả là các bạn sẽ được chống sốc tinh thần, bởi vì 13 năm đi làm thì ngoài 3 năm đầu tiên làm cho một big company, tức là công ty GlaxoSmithKline, thì 100% công việc sau này của tôi đều là người đi đào móng và gieo hạt ở những startup. Có những dự án đã thành công, đang thành công, và cũng có những cái dự án đã thất bại. Thì nhiều người có hỏi tôi là tại sao cứ khi đang ở trên đỉnh cao của sự thành công thì tôi lại bỏ tất cả những cái công sức của mình đi để bắt đầu một cái nơi mới. Thì tôi sẽ phân tích cho các bạn những cái điểm được và mất khi các bạn làm cho một startup. Đầu tiên thì tôi đã được rất nhiều thứ, tôi có thể liệt kê ra cho các bạn. Thứ nhất là sự chăm chỉ, nhiệt huyết, không bao giờ ngại việc và khả năng làm việc đa di năng. Bởi vì khi mà làm việc trong một cái môi trường startup thì bạn sẽ phải lao đầu vào công việc có thể là từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, thay vì là ngược lại là 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều như ở các công ty đã ổn định, đã có một cái quy mô lớn. Bởi vì khi đã gọi là startup thì thường xuyên là cần phải chưa có sự chuyên nghiệp cũng như là chưa có chuyên môn hóa, nên hoàn toàn các bạn không có cơ hội để xuất hiện những cái sự lười biếng hay trì trệ. Ví dụ như 7 năm về trước thì mang danh là trưởng phòng marketing, nhưng lúc đó thì chỉ có 3 người nên tôi phải tự làm rất là nhiều việc, vừa quản lý phòng, vừa phải làm tròn vai của một quản lý nhãn, khi mà vừa phải lập bản kế hoạch này, vẫn phải tự dịch tài liệu, rồi phải làm thay vị trí content khi phải viết bài PR, quản trị những website, thông tin ở trên fanpage, thậm chí sẵn sàng lao vào làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng khi mà nghe cái điện thoại tổng đài khách hàng gọi về. Vì lúc đó thì chúng tôi không có quá nhiều những cái nguồn ngân sách để có thể thuê những nhân sự chuyên biệt cho từng bộ phận. Và cũng chính vì làm cho startup nên tôi không bao giờ có cái phản xạ là từ chối công việc không được mô tả trong cái CD. Với tôi, làm thêm việc thì sẽ là cơ hội để mình hiểu thêm và làm tốt hơn việc đó. Nhờ thế mà mặc dù là dân chuyên toán trong suốt cả thời phổ thông, nhưng tôi cũng không ngại vấn đề về viết lách hay là làm content. Và thật mừng là vì tôi đã đang truyền được những cái tâm thế này cũng như là những cái kinh nghiệm này, trải nghiệm này cho tất cả các bạn đang làm trong một cái hệ sinh thái Pharmaco và Học viện MPG. Khi mà tại cái văn phòng chúng tôi 7 giờ tối thì các bạn vẫn đang rất là hăng say làm việc. Thậm chí rất nhiều bạn còn được chúng tôi trêu là bị mắc chứng nghiện việc khi ngồi cắm mặt vào laptop và không có ý định đứng dậy đi về, hoặc là không có ý định là hẹn hò người yêu, mà thay vào đó thì lại ngồi lại văn phòng để làm việc với nhau. Cái thứ hai mà chúng ta được đó chính là chúng ta được phép sai và được dùng tiền của sếp để mua kinh nghiệm. Không phải ai cũng may mắn khi được tham gia những cái dự án startup như Facebook để có thể trở thành triệu phú đô la chỉ sau một thời gian ngắn, mà rất nhiều những cái dự án startup có thể không mang lại cho các bạn bất cứ một cái giá trị nào quá lớn về mặt tiền bạc. Nhưng cái sự trải nghiệm, cái bản lĩnh là những cái thứ mà các bạn ít có khi mà làm ở một big company. Đó mới là những cái giá trị lớn nhất, không thể mua được bằng tiền. Và chỉ có ở những startup thì các bạn mới có được phép sai và được dùng tiền của sếp để đánh đổi lại cái kinh nghiệm. Còn ở các công ty lớn thì thường việc của các bạn làm đó là phải làm theo một cái bản plan, kế hoạch đã được lập sẵn. Cái thứ ba đó là các bạn sẽ biết yêu thương, đoàn kết và cái tinh thần teamwork sẽ tốt hơn. Bởi vì do là cái quy mô nhân sự trong một cái môi trường startup là thường là nhỏ, ít, nên mọi người đều làm việc và sẵn sàng san sẻ công việc với nhau vì cái mục tiêu chung, rất là đoàn kết gắn bó. Và khi làm việc ở các công ty lớn thì bạn có thể giữ được sự chuyên nghiệp theo những cái quy trình chuẩn, nhưng cái mối quan hệ thì lại
thường ở đóng khung chỉ trong hai chữ KPI, deadline và GD. Nhưng khi làm một startup thì team của các bạn thực sự sẽ trở thành những cái người thân thiết như trong một gia đình, vui cùng làm, mệt cùng nghỉ, và thậm chí deadline cũng đều có thể thương lượng để làm sao phù hợp nhất. Và đặc biệt là những cái niềm vui rất là nhỏ bé khi mà những nửa đêm chúng ta lại có những cái đơn hàng, hoặc chúng ta có được những cái dự án là những cái thành quả chung của cả team. Và chỉ khi chúng ta không nghĩ xấu về nhau, gắn bó và bỏ qua tất cả những nghi kỵ, nhìn mọi việc với một cái ánh mắt tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, thì chúng ta sẽ mới thành công, bởi vì đoàn kết là làm nên sức mạnh. Và những người đến với nhau, gắn bó đồng hành với nhau từ những lúc khốn khó, từ những cái công ty startup nhỏ, mới thực sự tâm huyết với doanh nghiệp và có chung tình yêu với công ty. Cái điều thứ tư mà các bạn sẽ được khi làm cho startup đó là tinh thần trách nhiệm cao, và các bạn sẽ nhận được những cái thành quả lớn. Ở một startup thì các bạn sẽ trở thành một mắt xích vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự thành công của một toàn bộ dự án. Và giống như tôi đã từng được thỏa sức sáng tạo và bộc lộ cái tôi của mình, cũng như tự chịu trách nhiệm với nguồn ngân sách mà mình đã chi và không có tư duy đổ lỗi. Nhưng nếu thành công thì sẽ gắn liền với dấu ấn cá nhân của các bạn sẽ nhận được sự trân trọng hơn rất là nhiều, một sự ghi nhận của cả doanh nghiệp cũng như là cộng đồng, và các bạn sẽ cảm nhận rõ được giá trị của mình. Đó là những giá trị vô hình to lớn mà với tôi nó mang lại một cái động lực lớn hơn bất cứ một khoản lương thưởng nào. Và đến giờ thì tôi vẫn tự hào khi đi dạy và tư vấn thì mình vẫn được biết đến từ chính những cái thương hiệu nhãn hàng mà chúng tôi đã xây nên trong suốt thời gian làm về marketing. Cái yếu tố thứ 5 mà các bạn sẽ được, đó chính là các bạn sẽ được rèn luyện một cái bản lĩnh để các bạn có thể chịu được một cái áp lực lớn. Bởi vì do đã quen với một cái môi trường cường độ làm việc cao, luôn luôn phải làm việc hết sức, chiến hết mình nhiều hơn. Và chính vì vậy mà thời gian làm việc ở startup va vấp đủ để cho tôi tin rằng một điều là không gì là không thể. Mọi khó khăn đều có thể vượt qua, và mọi thất bại đều có thể dẫn được đến thành công trong tương lai. Không bao giờ nản chí khi chúng ta gặp những cái khó khăn, bởi vì tôi tin rằng chúng ta luôn luôn tìm được những cái giải pháp trong những cái lúc mà chúng ta cảm thấy chán nản nhất. Vấn đề thứ 6 mà tôi và các bạn sẽ có được khi làm cho startup, đó chính là sự năng động, sáng tạo và phải liên tục đổi mới. Bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển. Như một cái slogan của một tập đoàn mà tôi rất ngưỡng mộ, đó là Vingroup, là mãi mãi một tinh thần khởi nghiệp. Bởi kẻ thù của marketing chính là một sức ỉ, một cái sự dập khuôn và cái lối mòn. Và nó cũng là nỗi khổ nhất của các marketer khi trở thành một cái bộ máy tiêu tiền, thay vì cảm nhận là được đắm chìm trong những cái ý tưởng sáng tạo và đón nhận những cái thành quả từ những ý tưởng đó. Và thành công của một startup sẽ luôn giúp tôi và các bạn tiến xa hơn nhiều là những cái vị trí vô hồn nằm trên những cái tấm danh thiếp. Yếu tố thứ 7 đó là khi làm startup thì các bạn sẽ có một cái đặc quyền về giờ giấc và một cái cơ hội thăng tiến rất là rộng mở. Ở startup thì tất cả sẽ quan trọng là cái thành quả các bạn có được, cái công việc các bạn đảm nhiệm, thay vì là gò ép nhau bằng những cái việc là chấm công hay làm đủ 8 tiếng một giờ quẹt thẻ. Sẽ không bị gò bó quá nhiều về mặt thời gian. Các bạn có thể xin nghỉ phép bất cứ lúc nào. Quan trọng là các bạn vẫn có thể làm việc, và làm việc online cũng như là đảm nhận được cái công việc của mình đã được nhận. Và đặc biệt là cơ hội sẽ lớn nhất khi mà công ty phát triển, thì sẽ có nhiều những cái vị trí, và sếp có thể đưa bạn lên những cái vị trí quản lý cao hơn khi các bạn trẻ hơn. Và đặc biệt là các bạn sẽ không dễ gì có được điều đó khi các bạn vào một cái công ty lớn mà các vị trí đã được set up sẵn. Tuy nhiên được rất nhiều, nhưng các bạn cũng phải xác định là sẽ phải đối mặt với nhiều những cái khó khăn. Tôi có thể liệt kê ra một số những cái khó khăn đại diện tiêu biểu ở đây. Thứ nhất, đầu tiên là làm nhiều mà lương thấp. Điều này là một thực trạng trong thực tế, và tôi biết rằng là đối với một dự án startup để mà tồn tại thì doanh nghiệp phải cân đối rất là nhiều. Các sếp luôn phải đối mặt với rất nhiều những cái bài toán về tài chính, về dòng tiền. Và thực tế, chính từ trải nghiệm cá nhân tôi, là tôi phải bắt đầu những cái dự án startup với 2%, hơn 200% trí lực và tâm huyết, nhưng mà mức lương có khi chỉ bằng 80% mà mức lương mà tôi đã được nhận trước đó ở những cái tập đoàn lớn. Tuy nhiên, các bạn hãy hiểu rằng là khi các bạn đã chấp nhận được học hỏi thì đây là một thực tế khó tránh, khi các startup luôn phải cân đối rất nhiều thứ và phải tiết giảm chi phí để có thể tồn tại và phát triển. Và đã xác định như vậy, các bạn mới có thể đồng hành lâu dài với một startup được. Và bạn không thể chỉ làm 8 tiếng mỗi ngày, mà có thể các bạn phải sẵn sàng hy sinh thêm rất là nhiều thời gian, thậm chí là không có chủ nhật, để xử lý một khối lượng công việc lớn để cho kịp tiến độ.
Và cuối cùng thì tôi chỉ muốn khuyên các bạn rằng nếu các bạn thực sự muốn khởi nghiệp thì hãy rời vùng an toàn của mình. Hãy thử một lần chấp nhận từ bỏ những cái danh hiệu bóng bẩy, những văn phòng hạng sang, những kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ hay là ngân sách nhiều tỷ để có thể bắt đầu làm việc hết mình ở một startup. Bởi vì đó là một bước đệm vô cùng vững chắc cho sự nghiệp riêng của mình trong tương lai. Và tôi, Lê Phương Dung, chúc các bạn luôn luôn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Đừng quên subscribe kênh Đi Story Chuyện Dung Làm Dược để chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau những cái quan điểm, những cái kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như là những cái kiến thức của nghề marketing dược. Và hãy comment, like, chia sẻ những video này để chúng ta lan tỏa những cái kiến thức tốt đẹp đến cho cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Chúc các bạn sẽ thật nhiều thành công hơn nữa.